Chào anh em, trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái chấm cảm ứng bầu cua một mặt, dụng cụ biệt bầu cua cao cấp nhất 2020. Thì với anh em nào đã từng chơi qua bầu cua biệt thì anh em biết đây là cái ống một này, cái ống xanh đấy, thì cái nhịp rung nó rất là giống nhau với anh em non tay mới chơi. Thì anh em sử dụng cái đồ này thì chắc chắn anh em không chơi được. Thì với 2020 này thì chúng tôi giới thiệu và ra mắt cho anh em cái biệt báo rung một mặt bầu cua, dụng cụ cao cấp nhất 2020. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết và cách chơi chi tiết cho anh em để anh em cảm thấy cái dụng cụ này, cái dụng cụ cao cấp như thế nào. Đấy, thì một bộ đầy đủ của nó gồm một máy cảm ứng và một lọ nước cảm ứng báo rung anh em nhé. Thì cách chơi như nào thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Thì cách chơi đó cực kỳ đơn giản. Khi anh em vào sân chơi, anh em lấy một lọ một lượng nước cảm ứng như này, cảm ứng dạng keo anh em nhé, anh em bôi vào đầu tay, anh em vào sân chơi, anh em kiểm tra hộp của họ anh em nhé. Đấy, ví dụ anh em bôi mặt bầu hay mặt cua, ví dụ anh em bôi mặt cua đi. Đấy, anh em bôi mặt cua ngửa lên thì máy sẽ báo rung về cho anh em nhé. Đấy, trước khi test này anh em này, tôi sẽ kiểm tra nam châm, nam châm không hít anh em nhé. Đấy, tất cả những dụng cụ biệt khi anh em kiểm tra nam châm thì nam châm nó sẽ hít anh em nhé. Đấy, đĩa này, bàn này, tôi sẽ kiểm tra cho anh em độ xanh chín luôn. Ban thơm, tô thơm, đĩa này, đấy, không phải đĩa khiển anh em nhé, đĩa thường. Một cái dụng cụ này thì anh em đi chơi này, anh em bật nhé, anh em bật cái dụng cụ rung thì cái này rung cực kỳ là êm. Thì tôi sẽ bật đây và để đây để cho anh em cảm nhận cái nhịp rung nó anh em nhé. Thì khoảng cách từ hột đến máy đo có thể là bắt xa được tầm 1,5 đến 2 mét anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi là cái cảm ứng này tại sao nó báo rung được, thì anh em biết đây là cái, cũng nói luôn cho anh em, đây là cái chất phóng xạ. Đấy, thế nên là khi anh em sử dụng không hết thì anh em đem về, anh em để xa tầm tay trẻ em. Đấy, thì lưu ý đặc biệt cho anh em phải để xa tầm tay trẻ em. Đấy, thì anh em biết rồi cái chất phóng xạ này. Đấy, thì anh em ví dụ đấy là một lượng nhỏ thôi có thể đánh tan đất nước Nhật Bản anh em nhé. Cái vụ đất nước Nhật Bản nó dùng phóng xạ là anh em biết rồi. Đấy, thì một lượng như này có thể đánh một thành phố tan luôn. Thế nên là tôi giải thích cho anh em vì sao nó có thể báo rung được. Đây là cái chất phóng xạ anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em này. Vừa rồi mình bôi mặt cua, đấy, máy báo rung cực kỳ êm. Đấy, tôi sẽ để vào đây để cho anh em cảm nhận cái nhịp rung nó anh em nhé. Cua này, đấy, máy báo cực kỳ êm. Cua này, bây giờ sóc cho em luôn này. Cua cua là máy báo rung anh em nhé. Nếu cua cua để anh em đánh xác suất may mắn con khác. Đấy, máy mà không báo rung thì nó không cua, thì anh em có thể đánh bầu đánh nai chẳng hạn như thế. Đấy, bầu này vẫn ra này. Đấy, máy không báo rung anh em nhé, anh em đánh thử đánh nai đánh tôm, đánh xác suất may mắn như con khác, không có cua này, ba gà luôn anh em này. Chơi dụng cụ này dụng cụ cao cấp nhất 2020. Đấy, máy báo rung anh em nhé, tức là nó cua rồi. Tôi đánh Hà Nội Sài Gòn cua này, đánh Cần Thơ Bạc Liêu này cua này, tôi đánh tất tay cua này, 5 tỷ cua này. Đấy, hai cua luôn anh em nhé, vẹt sới luôn. Đấy, thì anh em không chơi thì anh em tắt đấy cái máy rung của mình. Thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở thì cũng lưu ý cho anh em cái dụng cụ này, thì chúng tôi bảo hành cho anh em là 6 tháng, nếu có vấn đề chúng tôi đổi mới cho anh em nhé. Khu vực miền Nam, miền Bắc anh em qua bến xe Gia Bát, bến xe Mỹ Đình, thì tới đây chúng tôi sẽ mở một cơ sở ở Đà Nẵng, ở gần bến xe Đà Nẵng. Anh em nào mà miền Trung anh em qua trực tiếp ở Đà Nẵng thì anh em lấy cho nó gần và chúng tôi gặp chúng tôi, và chúng tôi sẽ có những giấy bảo hành
cho anh em. Đấy, dụng cụ này bảo hành 6 tháng anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.